nghe tiếng anh ba nữa hả? Trời ơi, sướng mà bán gì em mua cái đó liền. Trời ơi, thân sướng mà bán em cũng mua luôn. Nè nghe, đừng có nghĩ là mua bảo hiểm là muốn là tước đoạt sự chinh chắn của tôi là dễ lắm nha. Bán bảo hiểm chứ phải bán thân nha. Hôm sớm em hái hoa hồng bán cho bao người qua. Em đang từ xa bước tới. Sao mặt kỳ vậy? Thấy mày là kỳ thôi. Có bệnh hoạn gì không mà sao mặt sủi lơ? Bệnh hoạn cái gì? Mất ngủ thôi mà cái mặt bí xị vậy đó. Trời đất ơi, nóng đừng quá có ý ý nghe. Vậy gì? Lớn tuổi rồi nghe. Cái giọng mà bệnh giống như là cái giọng mà sủi lơ vậy nè, là có bệnh đó, đừng cãi em. Bà bác sĩ hồi nào? Nè he, em nói cho nghe ha. Lên trên mạng search đi rồi thấy. Bây giờ là trường hợp mà đột quỵ chết mất đắc kỳ tử là ta nói lên khên. Nhiều khi ha, tối ngủ dậy ra, ngủ ngon lành vậy đó. Sáng cái tự nhiên bà ba khều, ông ơi dậy ra, ông giờ nằm cứng đơ, chết ngắt khô queo. Tháng vừa rồi á, là em đi hộ niệm con đám một. Mà tháng này em đi hộ niệm năm đám toàn là đột quỵ chết mất đắc kỳ tử không. Mà trùng tuổi với mày phải không? Gì vậy cha nội? Sao người ta đi năm người rồi mày còn ở đây mày nói láp giáp vậy? Mà ông thấy em ông có duyên chưa? Ơi là mỏ rồi nè. Vô duyên vô dùng, bỏ vô cái thúng những loại thùng vô duyên. Bởi ông bà ta nói lời thật thì mất lòng. Em nói anh ba nghe, bây giờ anh ba lớn tuổi rồi, anh ba chị ba phải mua bảo hiểm đi. Trời đất ơi, mua bảo hiểm tại sao? Bảo hiểm nó bảo vệ tính mạng của mình. Nếu như mà thật sự anh ba mà tối nay anh ba chết mất đắc kỳ tử là anh ba không tốn một xu. Nè, qua nhà tôi ngồi bỏ chân xuống đi, gác gác lên tao lấy mấy bữa hả cái dấu chân của bà không. Tôi lao mà tôi không biết dấu chân của ai. Thôi cứ để đi, để cho con Tư nó để đi, để chân để tay lên cho thiên hạ thấy. Trời ơi, nó làm móng phải để cho người ta. Tiền cơm áo gạo tiền mỗi ngày ăn hết trơn rồi lấy tiền đâu ra đóng nằm sáu miệng ăn cái nhà này. Nguyên một cái gánh bún bò Huế lớn nhất Sài Gòn Chợ Lớn mà nghĩ sao năm gom được mấy chục triệu. Bà nội, năm sáu miệng ăn rồi bao nhiêu thứ tiền học tiền hành đủ trò hết mà nghĩ ở đâu mà ra dư ra mà để đóng năm sáu chục triệu. Bữa giờ không bán được cái bảo hiểm nào luôn á trời, thiệt cái chán. Với cái cách nói mày sao mày bán được? Cười quá. Mày nói mà mày trù người ta chết không mà. Chú xin lỗi chú xéo ơi. Gì ai gọi hả? Ai biết. Alo. Tôi nè, có lấy bún không chị Nhàn? Hả? Có, vẫn bán bình thường. Bữa nào mà tôi không bán á là tôi gọi điện thoại là tôi không có lấy bún nữa nha. Tự nhiên nay thì không có tự nhiên hỏi mai có lấy bún không. Trời ơi, quan gia nghiệp chướng, đi đâu cũng gặp hết trơn á, nghe bún là biết ai rồi. Nghe tiếng léo nha. Ý, có từ sướng bệnh phải không? Mẹ đó nghe dạ, tôi nghe biết rồi, tôi bấm loa lớn cho nghe nè, hỏi nữa. Không dám, xin chào, buổi sáng vui vẻ, an lạc hạnh phúc. Bảy bún nè sướng ơi, sướng bán bảo hiểm hả? Vậy bán cho bún một cái đi. Gì? Sướng bán gì đó, bún mua cái đó vậy đó. Bún chuyển tiền liền vô cho sướng đó. Bún mua bảo hiểm hả? À? Đây bún nói thiệt không? Bây giờ để sướng tư vấn cho bún nha. Bún chịu không? Kiểm tra tài khoản nghe, tin rồi đó. Bây giờ sướng đi về bển á. Cái bây giờ bún gửi tiền vô cái là sướng điện thoại sướng tư vấn xong là giao bảo hiểm cho bún liền, chịu không? Trời ơi. Trời ơi, bán một cái bảo hiểm tôi xanh qua lá hẹ luôn. Rồi xong chưa? Không lẽ tôi ngồi tôi cầm vậy cho nó tiền hoài. Rồi em chút xíu, bây giờ tôi đi về phòng xong cái tôi tư vấn cho bún rồi. Cái bún lấy bảo hiểm liền nha. Có nghe tiếng anh ba nữa hả? Trời ơi, sướng mà bán gì em mua cái đó liền. Trời ơi,
mua bảo hiểm là muốn là tước đoạt sự chinh chắn của tôi là dễ lắm nha. Bán bảo hiểm chứ phải bán thân nha. Bye bye nha. Rồi xong chưa? Đợi đi. Xong chưa? Tôi tắt máy bà nội. Tắt đi chị, tắt đi. Em về em tư vấn cho ông muốn em bán bảo hiểm. Cảm ơn ba chị ba nha. Chứ thôi bây giờ lẹ đi cho nhà đi yên ổn. Ngọt nghe ảo. Chán dễ. Bà thấy không? Trời trời đất ơi ngộ nha. Mua bảo hiểm mà tưởng mua rau với bún chứ.